Hello. Hello, anh Yên. Hello. Anh chào cô. Okay, how are you I'm today? Very good. Now, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục ôn tập đến phần đọc hiểu nhá. Hôm qua thì mình đã ôn fine. rồi. Mình sẽ tiếp tục ôn tập đến phần đọc hiểu, được chưa? Okay, we come to part one. Bài tập số 1 nhá. Look and read. Choose the correct words and write them on the lines. Trong bài tập này thì con sẽ đọc chọn được chưa? Thì nó sẽ có các cái từ này, con đọc theo cô này. A bank Bank. là ngân hàng đúng không? Tiếp tục này, stairs Stairs. là cầu thang này, a lift Lift. đây là cầu thang máy. Tiếp tục, a cinema Cinema. đây là rạp chiếu phim này, a zoo Zoo. đây là sở thú. Tiếp tục, a basement Basement. đây là tầng hầm, tầng trệt đấy, trệt. Tiếp tục này, a library Library. đây là thư viện, được chưa? A balcony Balcony. ở đây là hành lang, được chưa nào? Ok, thì các câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sẽ là định nghĩa về một trong số những cái danh từ ở bên đọc, được chưa? Con sẽ phải xem là câu đó nó định nghĩa về cái danh từ nào. Ví dụ, this place, a lot of money in it. Có nghĩa là cái nơi này có rất là nhiều tiền ở bên trong. Thì đó chính là cái ngân hàng. Với đáp án ở đây mình sẽ điền là a bank. Con đã hiểu chưa? Rồi. Ok, con làm cho cô xem nào. Con làm. Con nhìn cái chữ ở dưới, Sao con không nhìn thấy á? con nhìn cái chữ ở dưới Con nhìn thấy chưa? rồi ạ. Ừ. Đi bà ô này. Anh Ok, câu chữ bài cho con này. Câu số 1, lift, chính xác. Câu số 2, a basement. Rồi, câu số 3, stairs, chính xác. Câu số 4, câu số 4, rồi. Câu số 4 nhá. You can go and see a film here. Bạn có thể đến và xem một bộ phim ở đây. Thì đấy phải là cái rạp chiếu phim chứ hả An Nhiên? À, đến phải là rạp chiếu phim nhá, phải là a cinema. Tiếp tục này, câu số 5, library, chính xác. Và câu số 6 là a zoo. Sai mất một câu thôi. Tốt.
Đọc lại các từ này cho cô nhá. Đọc này. A bank. Bank. Stairs. Thôi, tập từ này đây. Stairs. Stairs. A leaf. Stairs. A leaf. Alice. A seat. Alice. A cinema. A zoo. A zoo. A basement. A basement. Library. Library. Balcony. Balcony. Okay, very good. Tiếp tục nhá. Bài tập thuộc số 2. Trong bài tập số 2 này thì con sẽ nhìn vào bức tranh và viết yes hoặc là no, được chưa? Con sẽ viết với đã điền yes đối với những câu mà nó miêu tả đúng với bức tranh và điền no với những cái câu nó miêu tả sai bức tranh. Ví dụ, there are two children in the picture. Có nghĩa là có hai trẻ trong cái bức tranh này. Thế con nhìn đứa trẻ chưa? Một nam và một nữ đúng không? Thế vậy câu này là yes, được chưa? Câu số 2 này, the boy is eating. Câu này có nghĩa là cậu bé thì đang ăn. Cái bức tranh này thì cậu bé không ăn mà cậu ấy học cơ. Thế vậy câu này sai, mình sẽ điền là no. Con đã hiểu chưa? Ok, nào, làm cho cô. Thế, tương tự như thế con làm cho cô 6 câu này. Có hiểu không hả An Nhiên? Ừ, làm cho cô. Ok nào, cô chữa bài nhá. Câu số 1 này. Câu số 1 sai mất rồi. There is a master in the small bookcase. Được chưa? There is a master thì ai cũng dịch được đúng không? Có một con quái vật này. In the small. Smaller là cái kệ sách nhỏ. Được chưa? Có smaller là nhỏ hơn đấy. Small là nhỏ và smaller là nhỏ hơn. Vậy thì có một con quái vật ở một cái kệ sách nhỏ hơn. Thì con nhìn vào cái kệ sách nhỏ hơn thì đang có một con quái vật đang ngồi đấy thế. Có nhìn thấy không? Cá. Vậy câu này phải là yes nhá. Câu này phải là đúng. Câu 2 chính xác. Đúng rồi. Đúng. Năm sai. The boy sitting at by the wall. Câu này có nghĩa là cậu bé đang ngồi ở cái bàn mà cái bàn đấy nó cạnh cái tường. Đúng rồi còn gì? Bàn nó sát cái tường như thế. Có nghĩa là nó cạnh nhau còn gì? By đây là cạnh nhá. Được chưa? Vậy thì the boy is sitting at desk by the wall. Phải là yes. Được. Câu số 6 này. Đúng rồi. Câu số 6. Ok. Tốt rồi. Bài tiếp theo này. Bài số 3. Trong bài số 3, con sẽ chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi nhé. Có hiểu không An Nhiên? Làm cho cô nhanh câu 1 xem nào. Ok, mình xem câu 1 rồi nhá. Ok, câu 1 là C, chính xác. Nào, tương tự làm cho cô các câu còn lại.
Ăn gần. Ok, nào chữa bài nhá. Hai sai mất rồi. I went shopping with mommy. Tôi đã đi shopping mua sắm với mẹ đấy. Là nhưng mà bạn bạn kia bạn ấy ghép lại là bạn ấy trả lời lại là à thế à. Thế à thì người ta phải là did you chứ con. Did ai ai là tôi cơ mà. Peter phải hỏi là you là à thế bạn đi shopping với mẹ à thì chủ ngữ đây phải là you chứ. Có hiểu không? Tiếp theo câu 3 sai tiếp. Do you like shopping? Bạn có thích mua sắm không? Vậy người ta hỏi mình là có thích hay không thì mình chỉ cần trả lời là có hay không thôi chứ. Do chứ. Còn I could like CD có nghĩa là tôi thích có một cái đĩa CD. Câu này đâu có đúng đâu. Bạn có thích mua sắm không cơ mà. Câu số 4 này. Câu số 4 cũng sai. Câu số 4 ở đây nó hỏi là thì quá khứ. What did you do this morning? Bạn đã làm gì vào buổi sáng nay? Là tôi đã chơi bóng rổ. Thì ở đây phải là I played. Được chưa? Play thì mẹ là cấu tạo thì quá khứ đơn. Tiếp tục, chính xác. Ok, hai câu cuối đúng rồi. Nào, bây giờ con sẽ thực hành cái cuộc hội thoại này với cô nhé. Cô sẽ là Jill và con sẽ là Peter. Được chưa nào? Nào. Can you help me with this bag, please? Okay. I went shopping with mommy. Oh, did you? You like shopping? Yes, I do. What did you do this morning? I play basketball. Love basketball. Yes, it's a good game. Good game. Yeah. Can I play with Yes, you can. you? Nào tiếp tục nha. Bài tiếp theo đó là chọn từ để điền vào chỗ trống. Được chưa? Từ là các từ phải đấy. Island, Paris, rain, sunny, plane, wave, truck, camera, afraid. Có từ nào con chưa biết không? Không hả? Afraid có nghĩa là gì? Đáng chắc, đáng chắc. Là sợ hãi. Được chưa? Ok được rồi. Nào, điền chọn từ đúng để điền cho cô nào. Làm đi con. Anh Tàn. Bài nào. Câu số 1 là sunny chính xác, rain đúng rồi, Paris. Câu số 4 sao không biết làm à? Nào, I saw a long black snake under the leaves of some big. Tôi nhìn thấy một con rắn dài và màu đen.
ở dưới lá của một vài cái cây to, được chưa? Lá thì sẽ ở cây làm sao nữa, hiểu chưa? Snake moved, khi mà con rắn di chuyển, câu này phải là I was afraid, tôi rất là sợ. Nào, Different. lost great photo có nghĩa là chụp ảnh, thì chụp ảnh thì sẽ chụp với chiếc máy ảnh sao nữa, được chưa? Vậy thì số 6 phải là camera, được chưa? Đã hiểu chưa An Nhiên? Nào, bây giờ cô sẽ đọc cho con nghe nhé, và sau đó con sẽ đọc cho cô. Last week, when we went on holiday to an island, in the mornings, weather was sunny and hot and we went swimming in the sea. In the afternoon, we did something different because it often rained then. One afternoon, we went up the river to the jungle on a boat. There were some very tall trees there. We could see parrots that flew in the trees and monkeys that climbed. I saw a long black snake under the leaves of some big plants too. When the snake moved, I was afraid, but I didn't come near us. I saw some bats that ate fruit too. I took lots of great photos with my camera. It was the best day of our holiday. Now, anh nhìn đọc. Last week, we went on holiday to an insular Island. island. In the mornings, the weather was sunny and hot, and we went swimming in the sea. In the afternoon, we did some in dinner because it's autumn. Then one afternoon we went up the River. river to the jungle on the boat. There were some very tall trees. There we could see We could parrots. see Paris. We could see parrots that fell in the trees and monkeys that climbed in the high saw a long black snake under the leaves of some big plant. Two, when the snake moved, it was afraid, Afraid. but it didn't come near just I Sure. saw two some bats that Eight. fruit too. I took lots of great to put with me camera. It was the best day of your day Holiday. on holiday. Ok, tiếp theo con sẽ chuẩn bị phần dịch của bài này cho cô nhá. Được chưa? Con sẽ dịch bài này cho cô. Được chưa? Thời gian dịch của con tối đa là 10 phút. Sau đó con sẽ đọc cho cô nghe nhá. Đã rõ chưa An Nhiên? Rồi ạ. Ok, nào, dịch cho cô nào. Không cần biết bao vở đâu con ạ.
Sao con? Cho con đi vệ sinh nặng được không ạ? Ok, con đi đi.
Con sắp xong chưa? Chưa. Ok, thôi nào, trước khi mà dịch tiếp mình thoát ra và lại cho cô nữa nhé.